Có. Được. Mày cua em ơi. Chào buổi trưa cả nhà. Lời nói đầu tiên cho Vũ và Luân gửi lời chào thân thương và kính chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ nha. Nắng quá cả nhà ơi. Hôm nay hai anh em mình đi thăm luồng lờ nữa cả nhà ơi. Cái luồng lờ ba cái của chú Tư á, hai anh em mình dở đi rồi. Nãy mới đi thăm rồi không có cái nào vô, chỉ ba cái à. Hai anh em mình lấy theo luôn để mà đặt lại. Lúc mà nó không dính cho ngắn thời gian để cho anh em mình coi, cho cả nhà cô chú chị em mình coi nó đỡ tốn thời gian á. Nắng quá rồi, tới nơi cả nhà. Rồi giờ anh em mình tới nơi đi thăm nha cả nhà. Chung chốn người ta chút chung chốn chung tránh đường mòn cả nhà, lội xuống luôn. Thật chẳng quên cầm xô luôn ha. Ừ. Có bó đổ luôn. Thôi để giờ anh cầm cho. Đây là cái đầu tiên nha cả nhà. Mong là bữa nay mấy anh đặt chấm mình có khóa hơn nữa. Hả? Đâu 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 nè, cầm số. Cá chết hả? Cá phịnh trong kìa. Trời ơi cá chết mà vui. Thường thường lợn này có cá chết. Cá nhỏ hả? Ừ là ấy nó vô nó ăn á. Ừ. Đúng rồi cá lóc. Nhỏ. Trời ơi. Trời ơi gách miệng hôm này trời. Gách này cả nhà. Trời ơi bên đây nữa nè trời. Ổn ghê. Trời ơi, cứ cá chết này là phải có cá lóc ối đó. Ừ. Thôi kệ đi, bắt cá gô ra vô nè. Trời ơi, cái đầu tiên gách là cả nhà, gách mà hên là dính cá gô nghe nè. Hai lỗ luôn nè. Trời ơi, thấy cá chào cái này là mê luôn á. Hai lỗ nè cả nhà. Hai bên ngón tay mình vô nè. Chắc ăn là này có cá lóc luôn đó nhỉ. Trời ơi, thua luôn. Thôi mà vô cá gô mề cũng ngon à. Trời ơi, cá gô. Trời. Khai mạc chính con cá gô cả nhà ơi. Giá lại em ơi. Cắt rồi. Ừ. Trời ơi, gắt cái lỗ này cá nào mà chịu nổi trời. Tán từ từ anh chưa tới. Trời ơi, sao cái chai đậu gì thua rồi. Trời ơi, cái chai mà độn. Độn cái hôm gì nè cả nhà. Nè, độn hôm gì là sao đây? Rồi sao cá vô? Chết quá. Sao cái chai đậu kỳ ta? Thế là hôm mới vô mình đặt ẩu quá. Ừ, rồi. Cái bịch luôn à. Ừ. Chờ mấy ngày, 3 ngày mấy 4 ngày. Sao đây? Sao đây? Sao đây em ơi. Trời ơi, cá gô cá sặc. Cái luồng là này kỳ gọi trúng quá cả nhà ơi. Kỳ này hai anh em thất rồi. Như là nãy dính con cá gô. Hôm gách không cả nhà. Gách quá, gách cái hầu như là cái nào cũng gách chứ. Mà cái này là cái tìm lâu nhất rồi. Tưởng đâu là mất rồi. Giờ anh em mình giá lại nghe cả nhà, nãy giờ giá hơi lâu á, giá xong rồi anh em mình đi xuống dưới kia thăm cái luồng thứ hai nghe cả nhà. Quay tiếp cho cả nhà xem nữa. Thế bữa nay mong manh rồi đó luôn. Bữa nay lỗ vốn cả nhà. Luồng chú Tư là ba cái là thất, luồng này năm cái, mất cái còn bốn cái, người cũng chết quớt luôn. Giờ chỉ còn hy vọng cái luồng dưới cặp kinh kia cả nhà ơi. Tí xíu anh em mình xuống tới đó rồi quay cho cả nhà cùng xem nghe cả nhà. Đấy, cả nhà đưa luôn rồi. Sao đây? Cung kinh thôi. Cung kinh thôi. Ôi, Google, đây. Đây, anh đưa, anh lấy đường này dễ nè. Trời ơi, con ếch cả nhà ơi.
Con ếch cũng làm rung kinh. Đánh cái này cả nhà, trống lỏng hết trơn. Nhìn. Trời ơi, nhìn thấy là rất thơm rồi đó nghe. Nè. Biết sao đây. Ồ, có. Dính được con cá lóc tẩn. Cũng không tẩn đâu nha, cũng cả 100 gram à. Nhưng mà ở trên này là có lý vậy. Nó gắt rồi nè em ơi. Trên này gắt rồi nè. Trên, ở trên gắt rồi nè. Đây nè. Thôi khóa lỗ không sao. Mình giá lại. Cái lỗ này không sao. Được. Sợ nó tung á. Tới rồi cả nhà ơi. Em nó nằm ở đây nè. Nắng mưa. Trời mới mưa giờ nắng tiếp rồi. Sao đây? Ủa, trời ơi. Trời ơi, con cá chê. Con cá chê sao mà nó sừ ngựa trơn cả nhà ơi. Vô mấy ngày trời. Cái này vô hơi lâu rồi. Trời ơi, trời ơi. Thằng Lý làm dữ luôn. Hay là nó không phóng ha. Này, được nghe cá chê nghe cả nhà mà uống quá. Thằng Lý trên nhíp lại luôn Vũ à. Chê này cũng được nghe cả nhà. Chê này tầm 100 mấy 200 gram á. Con này 250 gram sầu rớt nó hỏi. Dữ hả? Cả 300 gram không? Tay mà. Bự mà. Nhưng mà uống cái là cái lưng nữa kìa. Ừ, sao bị xước trơn nè. Uống ghê. Không sao. Có sặc nữa kìa. Này, không biết sao đây. Nhái nhảy. Ồ. Được em ơi. Cái này im. Vậy là gỡ gạt được bên đây. Ừ. Lùi kia thắt cả nhà, gỡ gạt bên đây lao ra cả nhà. Lại. Đây được em ba em cá lóc nha. Rồi đổ chút ra nha cả nhà. Thường là cá sặc vô gì nè cả nhà. Cái là giống như là làm mồi luôn. Cá lóc vô rất là cao nha. Làm mồi sẵn luôn vậy đó cả nhà, chứ mình không có bỏ mồi vô. Em nằm ở đây. Không biết sao đây. Gung kinh không đây. Có luôn ơi. Ôi, cặp cá ngon lành. Gỡ gạt. Cặp cá đã cả nhà ơi. Gỡ gạt luôn bên đây cả nhà ơi. Im. Đây coi, cặp cá này tầm chắc cỡ 600 gram. 600 gram. Ngon lành nha cả nhà. Ha. Ừ. Gỡ ra luôn. Ơi, mưa rồi cả nhà ơi. Trời té những cục té luôn nha. Trong lỏng luôn rồi luôn ơi. Im. Ý. Vậy mà có nghe. Được cặp. Giờ luôn đi mé dưới nha cả nhà. Mình đi mé trên. Gỡ gạt lại làng luôn bên kia giờ cả nhà ơi. Chiếc bắt cả nhà ơi. Hai anh em mình thu về hết luôn rồi cả nhà kìa. Kìa, nhìn cái ghe như cái núi rồi kìa. Cái xuồng như cái núi rồi. Bị đuổi nữa à. Trong lỏng à. Thôi, cố gắng thôi cả nhà ơi. Đó, giờ nắng nữa rồi đó, hết mưa rồi đó, giờ nắng rồi đó. Đây, em nó ở đây nè. Trống quá, trống rồi. Bởi vì dọn đi nữa cả nhà ơi. Này cua em ơi. Ba con cua. Đây, em nó nằm đây nè. Trống gì là không ổn rồi. À, hai em có sặc. Rồi, giờ hai anh em mình đi tìm chỗ đặt cả nhà. Cái tiêu lắm hả? Giờ hai anh em mình đi tìm chỗ khác đặt cả nhà ơi. Có 13 cái là hụt đắng. 13 cái à? Hai anh em đi thăm là cá vô cả nhà. Đây, như này cũng ngon lành nha. Đây cả nhà. Được nhiêu thôi nha. Có cá chê thấy ổn quá ha. Này có 2 kg không luôn? Có. Này có 2 kg cá nha cả nhà. Cá ngon không? Cá lóc ngon không? Có gô, có sặc chà bá luôn nha. Con nào cũng mê không à. Lần này thì cái luồng đầu tiên lại thất. Luôn nó thì gọi ngon quá trời ngon luôn. Thì video của hai anh em mình là tới đây cũng kết thúc đi cả nha.
Cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ hai anh em nha. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha. Chào cả tạm nhà. biệt. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.